Ngày 16 tháng 5, theo nguồn tin của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đang tạm giữ hình sự ông TQD, giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Bình Phước để điều tra về hành vi xâm hại nam sinh. Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 15 tháng 5, nhận được nguồn tin từ người dân trình báo về nội dung vụ việc nghi vấn xâm hại nam sinh tại ấp Cầu Rạt, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, công an địa phương đã có mặt tại hiện trường để điều tra, khám xét. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đối tượng là ông TQD và bị hại là em NDTK, sinh năm 2008, ngụ ấp Cầu Rạt, đang theo học tại một ngôi trường trung học phổ thông ở thành phố Đồng Xoài. Ông D bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi với em K, và sau khi bị bại lộ, ông D bị một số đối tượng đánh đập và quay video. Theo ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, hiện ông D đang được điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước. Ông D hiện là tỉnh ủy viên, giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bình Phước.